đó các bạn thấy đó, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cái lần khép cửa này nó là lần khép cửa ý nghĩa, mà lần khép cửa thứ hai trong vòng chưa tới nửa năm. Và bây giờ hệ thống Thor Sim nó phải đóng cửa, đóng cửa nha các bạn. Tức là Di muốn phát ra một cái thông báo là bây giờ là không có tờ nhận tập game nữa bạn. Bạn đem tiền tỷ tới đây cũng nhận không được nữa nha. Là cảm xúc cũng không nói lên lời luôn. Các bạn phải đặt vô mình, đặt bạn, các bạn vô tâm trạng của mình. Một cái tòa nhà sừng sững vậy, một cái tòa nhà to đùng như vậy, mà không phải một tòa mà là nhiều tòa. Nó đóng một cái pập, một cái cú khép cửa huyền thoại không bao giờ quên đúng không ạ? Thì ngày hôm nay là đã có thông báo là đóng cửa tất cả những hệ thống fitness gym nha các bạn. Vậy thì trong những ngày tới đây á, thì cái kế hoạch của BBT cũng như Di Nguyễn như thế nào? Thì bây giờ mình buồn quá, mình cũng cảm xúc quá, mình cũng tâm trạng quá. Mình buồn nó nổi mà người mình giờ đổ quét luôn nè, bạn thấy không? Máu nó lưu thông không được các bạn. Mà giờ người đổ quét luôn nè, ngứa ngáy toàn thân luôn. Đó. Còn đâu nữa, những chuyến đi xuyên bang ta. Nhưng mà thôi, nó thông báo lẹ lẹ đi để đừng làm cho các bạn nó tốn thời gian của chương trình. Thì đại loại là bây giờ BBT sẽ hoạt động những cái mảng nào trong cái thời gian lockdown. Thứ nhất, mảng súp vẫn bán sỉ và lẻ như thường nha các bạn. Mảng thực phẩm bổ sung vẫn bán sỉ và lẻ như thường. Rồi mảng gym thì thua rồi. Mảng gym thì thua rồi. Vậy thì còn cái mảng những cái dự án video hướng dẫn này nọ kia, rồi training, tất cả thứ phim ảnh đồ thì vẫn diễn ra, vẫn hoạt động, nhưng mà nó sẽ hạn chế một chút đỉnh nha các bạn. Tại vì giờ thứ nhất là đóng cửa phòng gym đâu có tiền đâu, thuê người nhiều nó nên phải đuổi bớt được. Phải đuổi mà dạng ở nhà nghỉ đi mấy em, ở nhà nghỉ khỏe đi mấy em, rồi mốt đi làm lại. Mà thôi nói buồn lắm, mà mỗi lần nói cái này nhìn mặt mấy em BT em dám nhìn luôn á, tụi nó cũng buồn lắm. Mẹ đóng cửa kiểu này chủ tới chết đều hết rồi, mấy em BT đói luôn. Mấy em BT là bình thường tháng thu nhập nó có thể mình nói là bạn khá cao, nhưng mà đóng bụp một đói mỏ luôn, làm cái gì nữa ăn. Đó, BT thì thôi thua, BT ảnh hưởng rất nặng. Xong rồi sale membership ảnh hưởng cũng tê tái luôn á. Rồi mấy anh leader trong phòng gym ảnh hưởng cũng quằn quại luôn á. Thằng chủ nó ảnh hưởng bằng ba đó cộng lại luôn á. Nó khổ lắm nha các bạn. Rồi mình nói là mảng video YouTube tiết là hoạt động bình thường, office hoạt động bình thường. Rồi con cái mảng mình trăn trở mà. Mảng mình trăn trở phòng gym quận 7 với khai trương kịp không? Đúng không? Khai trương không biết kịp không, nó cũng khổ lắm. Thì phòng gym quận 7 thì vẫn đang hoàn thiện. Nhưng mà các đội có một điều là đóng cửa mấy phòng gym này á, thì sửa đầu nuôi cho thằng kia phải hoàn thiện. Đó mới là vấn đề. Nên thôi mấy bạn giờ chịu khó đi, tiếp sửa đi bạn. Tiếp sửa bằng cách nào? Đơn hàng trên 3 triệu đi. Đơn hàng trên 3 triệu mới tiếp sửa được nha. Còn bây giờ đơn hàng nhỏ nhỏ quá thì chuyển qua cho đại lý nó làm. Chứ giờ thì những bạn vô mà nhắn tin cho Duy Nguyễn, em mua hàng ABC đồ mua nhiêu, hũ amino đồ mấy trăm ngàn rồi thôi. Cuộc nói chuyện đó nó rất là mất thời gian, nên gọi là nhiều khi không chăm sóc được các bạn nhiệt tình. Không phải là từ chối gì, nhưng mà có một cái bạn chơi biết lực bạn. Giờ mình ăn quá rồi, đại lý nó đói, hiểu không? Mà mình vậy thôi, thấy mấy cái đó là thôi qua đại lý đi, bát bụp luôn. Nó không phải là bạn nhắn tin mình không trả lời, mình trả lời đàng hoàng, nhưng mà mình chuyển qua cho đại lý thôi. Và bây giờ cái vấn đề quận 7 thì cũng thật sự là trăn trở lắm các bạn. Nhưng mà Duy và Nguyễn vẫn tin rằng quận 7 nó khai trương đúng thời điểm, đúng giờ đúng ngày. Chứ có mang ác mà bán miệng nó trù ác lắm bạn ơi. Nó trù Duy Nguyễn bán nhà rồi không mà ghê mẹ luôn ấy. Bởi vậy nhà nó Covid đóng cửa nó không chết hay sao đi trù tao ta. Bữa hổm con cái tin không biết con cái này Duy Nguyễn thôi, nó hơi nhạy cảm. Là có một cái tấm hình nó chụp cái tin nhắn. Nó nói là nên đóng cửa phòng gym nữa gì đó. Xong rồi tụi nó bay vô, tụi nó chia sẻ mình quá trời. Cái mình mới nói là tấm hình này nó thật sự nó không biết nó có Photoshop hay không, không biết kiểm chứng hay không, biết nó có troll hay không. Đó, mình không biết, mình không dám nói. Nhưng mà tự nhiên tấm hình nó xuất hiện vài ngày sau, bữa nay nó lockdown phòng gym luôn. Nên nó cũng là một cái dấu chấm lửng nào đó. Đó. Rồi thôi mà chán quá. Biết nói cái gì đây. Giờ quay lại chuyện hai cái máy bị đứt cáp các bạn.
cáp về rồi, tính ngày mai đem qua thai. Mà giờ đóng cửa phòng gym chỗ này thôi, thai cũng như thai, nói chung là mấy con cáp hôm nay kỳ vọng quá trời đúng như không. Nó khổ vậy đó mà. Nên thôi giờ mà Duy Nguyễn nói cái gì bây giờ ngày hôm nay thì trên cương vị là một người hoạt động lâu năm trong ngành gym, cũng gửi lời đến tất cả những anh em đồng môn trong ngành, trong nghề, nói chung cuộc đời chúng ta nó vậy đó. Thì tôi biết là lockdown mà tôi khổ, các bạn cũng khổ như tôi. Cho dù chúng ta bình thường là đối thủ, đúng không? Dìm hàng nhau chết mẹ luôn. Rồi cạnh tranh sức đầu mẻ tráng. Nhưng mà giờ chắc đối như nhau thôi. Không, nên mình cũng rất là đồng cảm với các bạn làm trong ngành, trong nghề. Rồi đối với các em nhân viên thì thôi, nói chung là cú này nó phải mới một lần. Mỗi lần lockdown anh nhìn tụi em buồn, tụi em khổ, anh thấy cũng tội tội lắm, anh cũng tội hơn tụi em nữa. Nên thôi này mình hồng muối chia đôi đi nha. Đó. Rồi các bạn gymmer khác thì sao? Mình nói thật, các bạn nào có điều kiện á thì mua một số thiết bị về nhà tập để duy trì body. Ví dụ như là máy chạy bộ, máy chèo thuyền, máy elliptical, tạ tiết đồ. Ok, hít đất, đu xà đồ ha. Súp ráng duy trì. Mày đã không mà gym mà không mà súp nữa thì cái số tiền sau này bạn quay lại gym nó tốn gấp 10. Không phải là Duy Nguyễn là thằng phân phối súp, Duy Nguyễn nói như vậy. Nhưng mà là cuộc sống thì mình cũng mong lời khuyên cho các bạn. Không gym được á thì cũng phải ok, chạy bộ, hít xà, đu xà, đấm bô cát, hay là mua máy chạy bộ cho gia đình tập để tăng sức đề kháng đồ, đúng không? Để mình khỏe mạnh và uống những loại súp duy trì cơ thể. Rồi đối với các em Academy thì cũng cố gắng tập luyện đều. Anh biết là tụi em có điều kiện tập luyện mà. Anh biết tụi em có là cũng may mắn đó. Cố gắng tập luyện đều. Còn rồi vậy thôi chứ biết nói gì giờ nữa các bạn. Nên thôi mà mùa Covid nó đến cũng biết như thế nào, thôi chúng ta cùng nhau tuân thủ những cái quy định phòng chống dịch Covid, đúng không, để giữ gìn sức khỏe cho người thân và gia đình đó, để chúng ta cũng nói chung là góp một cái cánh tay của mình, đúng không, mình làm tốt bổn phận của mình. Ai ở đâu ở yên đó, đừng có đú trong thời gian này. Chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phải biết hy sinh với cái lớn với cái nhỏ. Đã dịch thấy mẹ rồi còn ham đi chơi, cái điện chuyện đó cần hay không, mốc hết dịch đi đi chơi thoải mái, đừng có gì vui sướng một lúc mà khổ mấy tháng đó. Mình chỉ khuyên các bạn vậy thôi. Thôi nói chung chúc cho mọi người có sức khỏe này nọ kia. Còn giờ đóng cửa phòng gym rồi, Duy Nguyễn chuẩn bị đi về bóng muối đây. Bye mọi người nha. Hay thì mua súp đi ba, like xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.